Thưa quý vị, như các phóng viên thời sự đã ghi nhận và chuyển đến quý vị, tình trạng mua bán chuyển nhượng nhà đất trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, lượng mua bán chuyển nhượng nhà đất cũng tăng lên, kèm theo đó là nguy cơ thất thu thuế từ lĩnh vực này càng lớn. Nguyên nhân là do nhiều tổ chức cá nhân né thuế bằng rất nhiều hình thức. Để ngăn chặn thực trạng này, cần phải có sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Các phóng viên thời sự tiếp tục ghi nhận về vấn đề này tại huyện Xuyên Mộc. Từ đầu tháng 3 năm 2022 đến nay, Chi cục thuế khu vực Xuyên Mộc Châu Đức đã trả 174 hồ sơ sang nhượng, chuyển nhượng bất động sản tại huyện Xuyên Mộc vì có dấu hiệu khai thấp hơn nhiều so với giá thực tế. Trong số này đã có 49 hồ sơ kê khai điều chỉnh bổ sung và nộp lại cơ quan thuế. Những hồ sơ nộp lại khai lại giá trị chuyển nhượng đất tăng từ 2 đến 5 lần so với khai lần đầu. Cá biệt có hồ sơ tăng đến gần 10 lần như trường hợp chuyển nhượng đất tại xã Bào Lâm. Từ 500 triệu khai ban đầu đã nhảy vọt lên 4,8 tỷ đồng sau khi được cán bộ thuế khuyến cáo các rủi ro xảy ra với hành vi trốn thuế như sẽ bị chuyển hồ sơ cho cơ quan công an xử lý hình sự. Có hồ sơ ban đầu khai 900 triệu nhưng sau đó khai lại lên thành 5 tỷ đồng, khai 1 tỷ kê khai lại thành 4,4 tỷ đồng, 1,5 tỷ thành 4,5 tỷ đồng. Số tiền thuế thu được tăng thêm đối với hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản trong thời gian qua tại Chi cục thuế khu vực Xuyên Mộc Châu Đức là hơn 1,1 tỷ đồng. Thông qua thực tế hoạt động chuyển nhượng bất động sản, ngành thuế đã phát hiện rất nhiều phương thức mà người nộp thuế thường sử dụng để né thuế. Hai bên mua và bán chuyển nhượng bất động sản không ký kết hợp đồng chuyển nhượng mà ký kết hợp đồng ủy quyền, trong đó người được ủy quyền có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt đối với bất động sản nhằm tránh thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản. Tôi mua một cái lô đất mà cái lô đất này đã qua là hai người ủy quyền rồi. Vậy thì bây giờ tôi cũng công chứng ủy quyền lại một lần nữa. Vậy thì cái người thứ ba tôi bán cho người thứ ba thì cái người thứ ba đó phải đóng thuế như thế nào? Tôi cũng băn khoăn là cũng nghe họ nói là đồn là đóng thuế hai lần. Một phương thức khác thường sử dụng đó là chuyển nhượng bất động sản với giá thể hiện trên hợp đồng không đúng với giá thực tế giao dịch. Như vậy có thể tồn tại song song hai loại hợp đồng. Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản có công chứng, chứng thực theo quy định với giá nhà đất khai thấp hơn nhiều so với giá đất thực tế giao dịch. Và loại hợp đồng viết tay do hai bên tự ký ghi theo giá thực tế giao dịch để phòng ngừa khi tranh chấp tại tòa. Tôi đến đây để sang tên chỉnh nhượng cái thửa đất tôi mới mua thôi. Trường hợp của tôi là tôi tự đóng thuế và ra sổ là tôi phải làm hết. Cái này thì hôm nay tôi cũng mới được nghe, cũng không biết như thế nào. Thì công việc của tôi đến đây là làm thì cũng nộp hồ sơ vào, rồi không biết là kết quả như thế nào. Khi mà thẩm định mà cái hồ sơ nó người ta trả lại thì sao? Mình cảm nhận thì sao? Cái đấy cũng rất khó khăn cho tôi, tại vì phải làm lại nhiều thứ. Chúng tôi cũng là một cái nhà đầu tư nhỏ thôi. Vừa rồi thì cũng mua một miếng đất, nhưng mà sau khi mà làm cái thủ tục công chứng cách đây chừng khoảng hơn một tháng. Thế sau đó thì như vậy là phòng công chứng có báo lại cho chúng tôi là như vậy là cái việc công chứng vừa rồi nó không hợp lý, bởi vì là coi như là thay đổi một số những cái về cái thủ tục thuế. Thì về cái phía này thì chúng tôi là người dân đầu tư thì chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí để như vậy là cái quan điểm và cái chủ trương của nhà nước là như vậy là coi như chấm thất thu thuế, chúng tôi đồng ý. Thế nhưng mà thực sự mà nói là khi mà triển khai thực hiện cái này thì chúng tôi thấy nó có cái là bất hợp lý. Là lẽ ra thì như vậy là về mặt chủ trương thì phải thống nhất. Sau đó là như vậy là phải thông báo và niêm yết coi như là cho nhân dân người ta biết. Tránh cái thủ tục như vậy là coi như những người ở gần không nói được, những người ở xa thì người ta đi lại vừa là mất công. Cái thứ hai nữa là thủ tục giấy tờ nhiều cái thì thực sự người ta không chuẩn bị được. Rất chi là mất thời gian. Mới đây Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước. Để chống thất thu thuế, một giải pháp nữa được các bộ ngành địa phương tập trung triển khai đó là tăng cường thực hiện phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành, tập trung xây dựng chuyên đề thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực công chứng và công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các chi cục thuế để kịp thời phát hiện các hành vi trốn thuế, gian lận thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.
thực hiện ấn định thuế, truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính. Để công tác chống thất thu thuế về chuyển nhượng đất bất động sản đạt cái hiệu quả cao trong thời gian tới thì cũng cần phải có sự quan tâm là phối hợp hỗ trợ của các ngành, các cấp như là các cái văn phòng công chứng của trên địa bàn quản lý và các cái chi nhánh trong phòng đăng ký đất đai, rồi là của cái sự vào cuộc của công an huyện, của hai huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và ủy ban các xã thị trấn, và sự chỉ đạo lãnh đạo trực tiếp của ủy ban nhân dân hai huyện cũng như là lãnh đạo cục thuế và các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền vận động người thuế để mà đến lập cái thủ tục là chuyển nhượng đất đai thì phải khai cho nó đúng cái giá mua bán thực tế trên hợp đồng, thì khi đó là cái sẽ đảm bảo được cái sự công bằng giữa các người nộp thuế với nhau và cũng chống thất thu được cho ngân sách nhà nước. Chi cục thuế khu vực Xuyên Mộc, Châu Đức khuyến nghị người dân và doanh nghiệp khi phát sinh các giao dịch chuyển nhượng bất động sản cần kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ giá thực tế chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng cũng như trên hồ sơ khai thuế. Nhiều người mua bán bất động sản đang vì cái lợi trước mắt mà chấp nhận rủi ro về sau, bởi mặc dù hợp đồng đã được công chứng nhưng vẫn có thể bị trả về. Mặt khác, khi xảy ra tranh chấp, tòa sẽ tuyên vô hiệu khi hợp đồng vi phạm pháp luật. Lúc này rắc rối về thủ tục pháp lý khiến cả bên mua và bên bán đều chịu thiệt thòi.